Alo 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 alo. 11 giờ nha, 11 giờ không nhấn tin quan nha. Ủa 10 giờ chứ, 10 giờ không nhấn tin quan. 10 giờ. Bạn không ai ngờ tới được chiến thắng như trẻ tre trong hai ván đầu tiên. Để rồi bây giờ chúng ta sẽ phải tiến đến với ván đấu quyết định, ván đấu thứ 5 giữa Genji và Team One. Rồi ván đấu thứ 5 giữa Team One và Genji chính thức bắt đầu. Rớt anh ta cầm cho mình là một cái tác tốc bả vị trí lên trên. Với tác tốc bả thì anh ta sẽ lên đồ theo hướng sức mạnh và thuật. Honor là một tụ tập hạng, Faker là cái dư chấn ở vị trí đường giữa. Và ở vị trí bên kia chúng ta có Chovy là một đầu đầu. Và Pay anh ta cầm là chinh phục, không phải là cái nhịp độ chết người hay là bước chân thần tốc. Mình phải la và liền. Tắc tốc pha đến từ Poppy trong thành công Peanut. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu này. Tôi rất thắc mắc là rớt anh ta sẽ đi lên như thế nào. Và cặp đôi bên dưới của T1 cùng với cả Genji sẽ đi lên như thế nào. Tình huống cấp độ 1 thì T1 cũng chỉ di chuyển sang cặp bắn tại phương mùa đỏ của Genji, chứ không phải là một pha tấn công xâm lăng rừng ở cấp độ 1 hay là đổi vòng rừng tới từ cả hai người chơi rừng. Và vòng rừng tới từ Honor khả năng cao sẽ ăn từ cánh trên xuống để rớt sự chơi cùng với Doran cùng đứng trên, và họ sẽ hướng xuống khu cánh dưới bản đồ để có thể phát động pha tấn công sớm xoay quanh những chân tướng giao tranh sớm vô cùng mạnh của mình, đó là Rumble, đó là Sayoraka. Thay đổi một chút xíu về ngọc mà Chovy chọn ở trong tình huống này khi đối mặt với một vị tướng cận chiến ở một đường giữa để có thể tối đa hóa được lượng tiền mình có thể kiếm, cộng là đi đôi một phần của một lượng sát thương để có thể bảo hộ được một con tướng chống chịu tốt hơn. Máy quét được kích hoạt để có thể giúp cho Doran có được một chút xíu lợi thế về điểm kinh nghiệm. Mô hình của Genji ở trong bàn đấu này có một hình bảo kê và đánh đèn rất mạnh. Do đó T1 họ cần phải chăm sóc lên Doran ở vị trí đường trên này. Nếu như để con Gwen xanh, vấn đề nó sẽ cực kỳ phức tạp về giai đoạn sau. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem Wu Mayushi kết hợp với cả Kevia tận dụng cấp độ 1 như thế nào. Họ chưa nâng chiêu không. Wu Mayushi nâng cho mình là một chiêu quy rồi. Khả năng Ori đến từ cái chiêu quy này tương đối yếu. Do đó thì Pay cùng với cả D-Line có thể vẫn sẽ trụ được. Có một chút thay đổi đến từ vòng rừng của Honor, anh ta khởi động từ khu bãi chim phỉ biến dị và sẽ là vòng rừng lấy khu cánh trên, có thể là như vậy. Hoặc nếu như đường dưới cùng với đường giữa họ tiếp tục đẩy cao, Honor có thể suy nghĩ sang chuyện là cướp rừng của Phoenix ở tại phần rừng mùa xanh của Genji. Anh ta hoàn toàn có thể làm điều đó ở cấp độ 3. Sức sát thương của Rumble là một chỗ hợp thường rất nhiều nha. Và đường của anh ta ở cánh dưới đang đẩy cực kỳ tốt, chạy cơ đẩy trước hai đợt. Và đường dưới của T1 cũng sẽ có cấp độ 2 sớm hơn. Aphelios và Alistar thì sẽ không thể nào có được cái tốc độ đẩy so với lại con Sayaraka trong cái đây ban đầu. Đặc biệt là con Sayaraka nâng quy trước để có thể có những tình huống đẩy lính. Và giờ đây đang xây dựng được thế lực ngay lập tức rằng của Genji ở khu vực đường dưới, và Pinet sẽ phải nhanh chóng bỏ ra cánh dưới để có thể giải tỏa bớt áp lực. Có lẽ là Pinet đã đi qua tập trung của T1 rồi, với một con mắt cắm ra từ bãi chim của Faker. Và tạm thời ở dưới T1 họ đang có một chút lợi thế trong khả năng đẩy được. Wu Mayushi cầm là một cái kim Nora, lưỡi hái là trang bị mà anh ta sử dụng. Với cái lưỡi hái này chúng ta sẽ hướng tới một trang bị sớm hơn so với đối phương. Tuy nhiên là anh ta sẽ giao tranh yếu hơn so với cả Wu Mayushi. Còn vị trí đường trên thì 12 so với người chỉ số lấy tạm thời hai người trên đường trên vẫn đang làm khá tốt cho mình. Như Kerea đi thẳng vào rừng đối phương phá đi hoa sáng sáng. Có lẽ anh ta sẽ đoán được đối phương đã ăn bài cắp này. Honor đã thay đổi ý định, anh ta quyết định đánh lên cánh trên chứ không phải là tình huống xâm lăng rừng mùa xanh của Genji, và họ vẫn có những cơ sở để tấn công Doran khu đường trên. Bởi vì đi đường cùng Ragaz bạn không thể nào né giao tranh được, nên là vị tướng có khả năng tấn công rất mạnh ở cấp độ 2, cấp độ 3. Và hiện tại Doran đang ở một thế đang còn một cây máu mà thôi. Faker liên tục bán máu đẩy đường và Chovy sẽ không có nhiều khoảng trống để di chuyển. Và Doran trong một tình huống khó, anh ta quyết định bỏ mình. Tôi nghĩ rằng với việc đã xác định rõ ràng là Binet đang ở khu vực rừng cánh dưới, và anh ta rút kinh nghiệm ở trong một số ván đấu trước đã có những tình huống mà Honor di chuyển lên cánh trên rất sớm và đầu tư thời gian để hỗ trợ. Pha di chuyển này của Honor đã đi ngang qua tầm nhìn với mắt hay ma có được, và ngay lập tức Binet đây nha. Quyền cua hụt. Còn vị trí đường dưới sao nào? D-Line định combo, anh ta đã chiếm được cái bụi rồi và lính đang là một thể lính đẩy. Do đó T1 họ bắt buộc phải lùi về khắp đôi sạn và hỗ trợ. Không có tiền để có thể giao tranh so với đối phương. Tuy nhiên là vị trí đứng trên 21 so với 14 chỉ số lính, rớt đang làm rất tốt nhiệm vụ vàng của mình. Vị trí đứng giữa thì Faker vẫn đang bảo vệ chỉ số lính, ông anh ta trên lính so với đối phương. Với việc cầm cái khiên Doran cùng với cả ngọn gió thứ hai thì khả năng đi lên ở thời điểm đầu sau cầm Arin khá dễ. Sao bắt biến hay pha đó thì D-Line quyết định phải tốc biến để né khỏi sự hiện hành trạng, và chắc chắn là có thêm cả thiêu đốt bồi vào nữa. Honor đang có mặt ở đây, đây là lúc mà nếu như họ có thể giữ chân D-Line lại được, nhưng mà pha này vừa đẩy xong được lính, thế là bộ đôi bên phía Genji có thể lui về. Một pha tốc biến để giữ máu tới từ D-Line, và anh ta cũng không biết được rằng liệu rằng con Rumble của đối phương đang ở đâu trong tình huống vừa rồi nữa. Họ không có được thông tin về vòng thứ hai vì phía nước ăn thua lâu hơn, anh ta không cắm được mắt ở tình huống
khép vòng rồi xuống cánh dưới để kiểm soát vòng thứ hai của đối phương. Còn đứng trên thì sao? Dao Đan gặp một tình huống khó khi mà anh ta bị áp lực bởi cả Faker lẫn cả Honor, phải về nhà với chỉ một Dao Đan cộng thêm cho lần ra đứng tiếp theo. Thì đang là một khu đường mà biết thì quan tài những người có khả năng để trước. Họ quyết định sẽ là một đường tiếp tục ăn vòng từ dưới lên tới từ Honor, chưa có những pha tấn công tới từ cả hai người trong rừng. Nó như vậy là anh ta có phần một phần sợ sệt Honor vừa rồi, sau đó thì anh ta sẽ tốc biến. Còn cái tên lính đó tên lính rất là to nên gì họ có thể quay trở lại chặn được đường lên hình số một, mình mới vui được. Bên kia không là 16 so với 36 chỉ số bên bán lính để có thể đẩy một sản phẩm sạc máu. Nãy giờ là ngược kèo dữ lắm luôn nha. Nãy giờ là con ngược kèo dữ lắm đó. Không ai được ai cả. Và chúng ta xem là hai đội đã có độ sáu. Ván đấu này có ý nghĩa là quyết định xem đội nào sẽ tiếp tục hành trình ở nhánh thắng, còn đội nào sẽ phải xuống nhánh thua. Và nhánh thua thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, cho nên là sự chắc chắn đang được thể hiện ở cả Genji lẫn T1. Honor có mặt ở đây, hai thành viên của T1 đều hay, hay, bên kia nó phải về rồi. Bằng một pha đẩy cao của Honor mà thôi. Đi đường cùng với Ragaz thực sự là áp lực rất lớn khi mà Doran không thể nào farm mà không mất máu cả. Và okay anh ta vừa rồi đã mất tốc hành, nhưng ít nhất là anh ta có di chuyển và có thể lên thắng rồi mà không bị chịu áp lực trụ nữa. Còn tại cánh dưới bản đồ thì mình đã khép vòng thứ hai của chúng. Liệu rằng con dòng yếu tố này có được kiểm soát cây dễ dàng hay không? Đây dạng súng hợp lý để Faye có thể đẩy cao với súng hỏa của mình. Nhưng rất tiếc Delay lúc này không còn tốc biến, anh ta không dám có những pha lao lên một cách quá liều lĩnh. Và họ đang muốn phát động tấn công à? Không có mắt. Thì anh không có mắt ở bụi cỏ chặt ba, họ cắm mắt vào trong hang rồng. Delay vừa rồi đẩy vào lính được bởi lực hết tung của Majusi. Nhưng xạ thủ của T1 giữ vị trí tốt và không để vòng tập bị dính nghiền nát. Faker thì có mặt ở khu vực hang rồng để lấy thông tin. Anh ta nhìn về phía của Binet, dừng lại ở việc đang tổ chức pha ăn thua mà thôi. Faker sẽ đẩy Chu Vi ra khỏi khu vực này để có thể đem về một cái khoảng trống an toàn dành cho người đồng đội của Honor. Hôn gió được kích hoạt, thủ bắn Faker một cái, lượng máu mà Faker mất khá nhiều nha. Rõ ràng là thế lính ở vị trí đường giữa nó sẽ quyết định rất nhiều những tình huống giao tranh trong ván này. Và mục tiêu đầu tiên là một vị trí sống dưới đã được Honor ăn rồi. Faker cấp độ 7 so với cấp độ 6, Doctor thì hai người trên đường rừng đều cố gắng phạm tiếp để hướng tới cấp độ 6. Honor vẫn đang lờn vờn ở tại khu cánh dưới và đi lại không còn tốc biến. Nhưng Honor đang muốn tập trung vào chỉ số các vật rừng nhiều hơn, anh ta có lẽ còn cách cấp độ 6 chỉ một bãi quái rừng nữa mà thôi. Và thời điểm khi con Rumble có được phút chiêu cuối cự ly xa thì những pha tấn công của T1 nó sẽ trở nên vô cùng đa dạng và Genji sẽ cần phải phòng ngự trong khoảng thời gian này. Ngưỡng sức mạnh của họ chưa đủ để có thể giao tranh trực diện với T1 ở thời điểm cấp độ 6. Và con rồng nguyên tố đầu tiên cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của T1. Genji quyết định rút lui để bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu này. Dù đó là một tình huống mà họ có được tự tin để được cũng rất khó để chặn. Bên phía của T1 quyết định rằng họ sẽ là những người mở rộng và Genji không quan tâm gì luôn, họ không hề có ý định di chuyển tới bởi vì xã thủ họ vừa về đồ rừng của họ đang ở cánh trên. Và nếu như có câu trả lời thì nó sẽ chỉ là một tình huống tấn công vào Z ở cánh trên sau khi Binet giải quyết bãi người đá. Rất khó, Faker thì liên tiếp bán máu để đẩy ở vị trí đường giữa. Còn ở vị trí đường dưới thì con Alistar quá yếu từ điểm đầu trận đấu. Khả năng kiểm soát dòng tốt hơn đến từ Honor và đã có giúp cho đồng đội có được con dòng đầu tiên trong ván đấu này là con dòng hóa kỹ. Rất không còn nhiều năng lượng nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem rất sẽ lên món trang bị thần thoại là gì. Có thể là băng trưởng hoặc là cái chữ trưởng sinh. Đó chính là do hoặc là con sứ giả thì liệu rằng T1 có lên kịp hay không? Phoenix bắt đầu khởi động sứ giả khe nứt rồi và Faker vừa rồi đã mất máu quá nhiều sau những tình huống bán máu đẩy đường. Anh ta phải về nhà trước so với Chovy. Chovy vẫn có khả năng đẩy đường khu đường giữa tốt trong tình huống này và đường trên thì T1 đang ở một trạng thái năng lượng thấp. Honor quyết định bỏ sứ giả để chạy thẳng xuống khu đường dưới. Liệu rằng họ tấn công được hay không? Đây Alistar thì lại cấp độ 5 mà thôi. Hãy làm mềm. Bảo tối nổi dậy. Hãy và đó là một tình huống mới tên lửa chưa thực sự quá đẹp, nhưng Honor đang vào vị trí anh ta có tốc biến chọn đi ra. Hãy này chưa. Quan trọng đến từ T1 khi mà cầu đôi sản thủ hỗ trợ của Genji chưa đạt cấp độ 6. Còn Kumaishi đã có cấp 6 ở pha trận đấu vừa rồi cùng với cả Honor với cái mưa tên lửa. Mưa tên lửa giải ra thì nó không thực sự là đẹp ở pha trận đấu vừa rồi, nhưng nó đủ để giúp cho T1 có được một mạng của người chơi hỗ trợ đối phương cùng với một lớp kiến trụ và rất nhiều chỉ số lính bị đến này. Lợi thế đã thuộc về cho đường dưới bên phía T1, đó là 20 chỉ số lính cùng với một lớp kiến trụ T1 kiểm soát được yếu vừa rồi. Và Faker trở lại khu đường giữa với một lượng máu và năng lượng tốt hơn Chovy tương đối đáng kể. Chovy vẫn chưa thể nào về nhà giải phóng tiền được, một đường trên thì nó đã tập trung cuối rồi. Pha ủi vai không làm choáng tới từ Phoenix và đó là combo chuẩn xác đến từ cả Delay nữa. Honor có thể sẽ phải giảm giá và đúng là ngã ăn một cái Phoenix là người để xem là Z
Gen Z họ có lấy được đây vẫn chỉ là một trận đấu khám đáo 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 thì vậy Châu Vi mới có thể đẩy và khiến cho cái áp lực sang hai cánh của Gen Z mới bị giảm đi. Tạm thời thì Faker vẫn đang liên tiếp tạo ra cái áp lực ở phía giữa này. Mục tiêu tiếp theo trận đấu có thể không còn lâu mới hồi sinh. Đó là một pha quyết định bung một cú chiêu cuối cùng với hai tốc tiến đến từ phía Gen Z để gỡ mạng, và đây là một copy bố thì sát thần đứng sát chân nó có thể mang ra là tương đối lớn trong pha vừa rồi. Honor có tốc tiến nhưng ta không thể xử lý nổi. Nhưng khi anh ta trở lại với chiêu cuối cùng với áp lực hiện tại được dưỡng khi mà vẫn đang nhỉnh hơn thì Gen Z sẽ cần phải có những phương án phòng ngự. Họ đang cắm những con mắt để phòng ngự. Kera đã di chuyển rất sâu trong phần rừng đối phương với trang bị hỗ trợ đã có mắt để kiểm soát rồi, và cánh dưới bản đồ của Gen Z đã thắp sáng hoàn toàn bởi chiếc đường giữa uy đất giữa chân Faker. Chu Vi từ nhà lao ra dùng băng trưởng và ta có thể lao theo liên tục về phía rồi cả Fiho. Faker sử dụng khô máu để qua tường, uy đất vẫn đang chặn đường về của Faker. Chu Vi lại vào vị trí và Faker anh ta sống với một trận đấu ở pha điều vừa rồi không thể tin nổi, và Honor đã có quyết định là phản công. Châu Vi không còn chiêu cuối nữa, anh ta không có tốc biến và tạm thời Faker sống sót sau pha gank vừa rồi. Ngỡ tưởng là Faker anh ta có một kịch bản rất tâm và chết nhưng không, là đánh sống sót trong một pha tăng cơ 200 năm. Khả năng cù cưa rất tốt tới từ dạng chơi khô báu của Faker khi anh ta cố lập một đường sang bên phía bên kia bên đường và thực hiện một pha rút lui với tốc tiến cùng với E của một con đứng trên thì sao. Laura đang rất muốn có những áp lực trong kèo đấu cùng với Zerg. Những gì anh ta đang làm được chỉ là cấu máu nhẹ mà thôi. Liệu rằng Phoenix có phát động tấn công được hay không đây? Đang dụ Binet anh ta không có tốc tiến, sử dụng sứ giả thôi. Đây là pha dồn tiền. Gen Z có khá nhiều carry, họ có một quay ở đường trên cho nên dồn được tiền cho Doran để có thể lấy lợi thế, để lẽ cũng là điều họ có thể làm. Và sứ giả nó sẽ giúp cho Doran có được một cái lượng tiền nhất định. Doran có một cái chữ ăn nào với cái món trang bị này thì nó sẽ giúp cho anh ta hồi phục với khả năng cũng sẽ có quay đến từ Ragas. Ragas AP thì nó phải đánh thêm với cái khả năng hồi máu sẽ giúp cho Doran trụ lên tốt hơn. Và tạm thời thì Pinnack đã bắt đầu muốn xuống vị trí đường dưới này. Anh ta đã có được bối rìu sát thần ở trên người rồi. Pay chưa hóa xong cái lưỡi hái, đang chờ gánh từ Đi Lan. Mắt tỉnh sát và có sát đến từ Kera kia. Cũng LC đẩy xong tờ lính này, anh ta sẽ đuổi về. Và Đi Lan đã diễn cơ hội tấn công vị trí đường. Faker vẫn đang bán máu đẩy đường. Và thật sự anh ta có những lớp khiên trụ nhờ tạm thời. Còn Honor cho thứ này đã không chạy xuống từ đường dưới. Có vẻ như Kuma Yoshi cùng với Kera muốn về để không tiền. Nhiều hảo không phải. Rumble của anh ta đã phát thật rồi. Lúc này lượng sát thương đến từ cả Honor và Phoenix rất nhiều. Đội hình của T1 hiện tại sẽ có cái lượng sát thương rất đáng chú ý tới từ Honor. Và do đó có thể sẽ phải đánh tới những cái giày tư nhân để có thể hạn chế bớt được lượng sát thương phép đến từ con combo bộ đường chơi đẳng nhau nha, đẳng nhau toàn phải tám lính gì á điểm này so với lại những đường chơi đường đường của phía T1. Mục tiêu tiếp theo con dập 17 giây nữa nó sẽ hồi sinh. Tạm thời T1 của kẻ Gen Z không có lợi thế về lượng tiền so với đối phương, tuy nhiên T1 đã bỏ túi một con dòng rồi. Và nếu như T1 có con dòng tiếp theo, họ sẽ tạo ra cái áp lực cho một hàng dòng khá lớn. Faker thì làm chậm Duran thì có một lượng máu rất là thấp nhưng mà rớt cũng không có đi được, bởi anh ta biết rằng mình sẽ khó mà có thể đủ sức tấn công và dứt điểm được một con quen vẫn còn tốc hành ở trên người. Hai bên cùng giữ tài nguyên để hướng về khu vực hang rồng. Cả hai đều đã qua dịch chuyển trong pha này và con dòng nguyên tố thứ hai thực sự sẽ là một điều khá là căng thẳng vì nó lại là dòng gió. Thế nên linh hồn rồng sẽ linh hồn rồng mạnh, và nếu các bạn có được hai dòng nguyên tố họ sẽ có áp lực rất lớn vì đường với họ vẫn đang có một thế thắng đường khi mà đồ thần thoại hoàn thành trước đến của Yoshi. Chính xác đây là điều tôi đang muốn nói, đồ thần thoại đây là việc chênh lệch về mặt trang bị. Nếu như đánh ngay bây giờ thì mình có lợi thế. Đúng là như vậy. Với việc mà anh ta lên cho mình là một cái giày cổ động thì Pay anh ta lên chậm trang bị hơn so với cả Kuma Yoshi, mặc dù anh ta sử dụng làm cái lưỡi hái. Và Gen Z ở thời điểm hiện tại họ đã không có bất cứ một tầm nhìn nào ở khu vực sông. Có lẽ họ sẽ phải bỏ con rồng này sang đây, rất khó để tiến ra cùng hàng rồng khi mà Peanut đang ở mạng bản đồ phía bên trên. Và nếu muốn cạnh tranh thì tôi nghĩ rằng phải có sự chuyển dịch đưa để có thành phần nào đó giúp họ có một bó thật sát thương tuyến đầu. Nhưng quyết định đưa ra tới từ Gen Z tại điểm này là bỏ. Họ không có tầm nhìn để kiểm soát xem đối phương ăn tới đâu và di chuyển ra lúc này là quá mạo hiểm. Dòng nguyên tố thứ hai thuộc về cho thi hoạch. Lợi thế về tiền có, lợi thế về phòng có và ngưỡng trang bị của xã thủ thì thi hoạch vẫn đang nhỉnh hơn so với lại bên phía của Gen Z.
Nhưng tôi nghĩ rằng với những gì đã diễn ra ở vòng thứ 3 và thứ 4 vừa rồi sẽ không có quá nhiều sự vội vã đến từ bên phía của T1. Họ sẽ đánh chậm để có thể kiểm soát được nhịp độ trong cuộc đối đầu với đối thủ cực kỳ khó chịu Genji. Tôi cảm nhận là đánh ở nhịp này T1 sẽ có lợi thế hơn so với đối phương ở đánh về giao tranh về sau. Ba món trong đội trận đội hình của họ chia đánh 1-4 rất khó chịu. Do T1 cũng sẽ là tiền phải vội hơn và cần chủ động hơn trong tình huống mở giao tranh. Và tạm thời thì T1 đang lợi thế hơn về tiền và bộ lại sống. Và bây giờ họ đang muốn kiểm soát giải thế đất cũ. Mao Xin chạy trước và thấy ông tăng tay á. Tôi ăn hết miếng nào đó. Của mình có thể hướng tới đã có chín miếng đã có trên đường rớt. Khả năng play từ Ragaz này đi kèm cùng với đó lượng người khá lớn và Genji đang có. Ủa vậy chứ người ta mở cái đồ gì à, con cũng chạy lại với xin miếng hả? Rồi và tầm nhìn của Genji đang là khá thấp. Chu Vi dẫn dịch chuyển. Đó là pha mở thành công đến từ T1 nhưng bay đang bắn tốt với thăng hoa luôn, người ta đẩy lui được Keria. Đó, Genji đang tràn lên. Honor đang bị quá nhiều. Chovy xin được mục tiêu của mình và Keria đã nằm xuống. Chovy dùng view tới những cú hôn gió của ta không thành công. Doran dí vào Faker nhưng đây là con cờ xanh tê chống chịu và bên phía Genji hài lòng với điểm hạ gục. Liệu họ có đẩy được ở vị trí đường giữa hay không? Một tình huống trao đổi rõ ràng là T1 họ có được sứ giả nhưng họ bị bỏ mất một mạng ở pha trận đấu vừa rồi và mất đi khá nhiều tài nguyên. Những tình huống đó là tình huống mà Kevia không bơi được vào tiếp cận các thành viên của Gen. Thì đây chúng ta sẽ cùng xem lại những này. Giả dối dễ sợ. Con mệnh lên để sắp đỡ đỡ đúng không? Không. Chi sao con hấp giả dối vậy? Bên đã chanh mà. Thật sự. Đợi sẵn rồi, đợi sẵn luôn rồi, kỳ vậy. Keria bật ngược luôn, không làm được gì cả và sau đó chính Chovy là người dứt điểm Keria luôn. Nhưng Doran đang bị kẹt lại, Honor đang tới. Đấy. Doran không có tâm hành, anh ta bị dính đấy. Anh ta bị xây cho đấy. Mà hạ gục gỡ gạc dành cho các đội viên phiếu T1 sau khi họ bị giao tranh thua ở tại khu vực sứ giả khe đất. Và đứng dưới thì sao Faker lao lên những Q3 của anh ta trượt rồi. Trước đó là một tình huống mà Zerg đã không tham chiến để có thể đứng chờ cho một tình huống make play đẹp. Nhưng phản xạ của Pay là quá tốt với tình huống tốc biến của mình. Còn đây là tình huống mà Dila đang bị tấn công, anh ta còn tốc biến để rút lui và T1 không có đủ sát thương để làm khó Dila. Đây là mà khá quan trọng ở vị trí đứng dưới thì sao là Faker đã bị tấn công. Tìm góc để chạy và anh ta có góc để sử dụng nha. Đi chung với lại đánh như Chovy và đang lao theo với Fiho. Còn tường có rất nhiều lúc Faker nhưng Chovy cũng có rất nhiều không do không thiếu 100 máu tốc biến xuống đến đây. Lại một tình huống đáp trả đến từ Genji như sứ giả tạo ra vị trí đường giữa này. Trụ đầu tiên của bản đồ bây giờ mới được lấy và nó thuộc về T1. Lấy được trụ bỏ chạy tiền mới tên lửa giải ra. Hầu quá bay là người phải rút lui, cả đi lại cũng tương tự như vậy khi mà ta bị dính băng thường, bị dính thùng rượu. Sứ giả phản quyết được T1 chạy ngon đơn về. Cũng là sứ giả của đuôi, đất vào vị trí nhưng không còn tập tên lửa phải. Và T1 chung lại việc đẩy sứ giả có một trụ rồi, đúng rồi. Đó vẫn là một con sứ giả tỏ ra khá hiệu quả khi mang lại một khu đường giữa là một toàn bản đồ với được tiền chạy một thứ của Majesty cùng với đó là một lượng máu khá lớn đến từ chúng đã mất rồi. Lại là một pha tấn công nữa đến từ phía Đức nhắm tới Faker. Lần này thì Faker đã không đủ sức để có thể cứu được khi được sát thương đến từ Chovy đã nhiều hơn rất nhiều so với tình huống trước đó ở tại khu vực giữa mà họ tất cả trong thời gian này. Đó là một đợt đáp trả đến từ phía Đức khi thấy được trên đường tấn công là trên đường thường. Ba sẽ lấy những số tiền đó. Những tiếp thì Tiêu An họ vẫn nhịn. Nói đi. Ai dám hỏi bội đầu tiên là ba sẽ lấy những tiền này. Tập nhìn bao la. Ủa mà tiền này cũng bao la. Khiến cho một con quen trong tay của Đô La nó bị chậm sức mạnh. Đây là một thứ có khả năng là điều kiện thắng đến từ Genji. Và tạm thời thì bạn lượng tiền thì vẫn ngang nhau thôi. Lại dám bạn gọi là mình lấy hết tiền của người đó. Sẽ thuộc về họ. Trong đấu này hay thật sự. Giống gì vậy? Quyết định nó vẫn đang diễn ra. Ai phản hỏi T1? Tao lấy hết tiền. Nhưng chuẩn bị có ok chưa? T1 sau khi họ dứt điểm được cái trụ này họ sẽ thu được về tiền. Và họ vẫn đang hơn về chỉ số rồng nguyên tố. Đã là hai con rồng nguyên tố liên tục dành cho bên phía của T1. Nó khiến cho Genji từ tình huống rồng 3 này trở đi. Họ bắt buộc phải tiến vào để giao tranh, cạnh tranh bằng mọi giá. Nếu như Faker thành công trong việc bóc rỡ đi trụ một cú đường của Genji, đó sẽ là một con rồng nguyên tố được họ kiểm soát thoáng hơn rất nhiều so với Genji vì trụ đường giữa của Genji đã mất rồi. Một cú để mất thêm hai đường giữa của họ nữa. Và ván thi đấu này thì hai xạ thủ đều có được những cái điểm hỗ trợ và có một chỉ số farm tốt theo thời gian nhưng không ai không mạng cả. Hai mạng cùng mà chúng ta có rơi hết vào tay Honor bên phía bên kia thì Chovy có một, phía Đức có một và giao tranh 5 năm ở một trạng thái cân bằng về tiền như thế này cũng thực sự khó đoán.
càng thật sự đến từ cả hai team. Và mắt giải ra rất nhiều đối thủ T1 ở khu vực sông. Gen Z không hề có bất cứ một con mắt nào ở khu vực sông này. Và nếu như T1 có con rồng này thì áp lực đến từ linh hồn rồng là cực kỳ lớn. Nó phả vào gáy của các thành viên Gen Z. Gen Z bây giờ đang thiếu tầm nhìn. Họ bị mất luôn trụ một đường dưới và Faker đẩy nữa. Cho nên họ đang không thể nào cài được mắt vào khu vực hàng đầu. Và dịch chuyển từ nhà ra của Yubi. Pinax sẽ phải sử dụng sứ giả phán quyết chính xác để có thể đẩy một thành viên cụ thể là tìm kiếm Honor để có thể đẩy về để có thể cạnh tranh trong đường. Nhưng T1 đang thi đấu chắc chắn việc đầu tiên họ làm là phá hết tầm nhìn của đối phương trước đã, đẩy Gen Z ra khỏi khu vực hàng rồng rồi mới chọn về. Cản được rồi. Bên kia bỏ rồi. Từ thừng xuống, Gen Z rất khó. Bên kia a rén rồi. Quá nhiều thứ, có cả băng trường nữa. Đất không vào được. Đó sẽ là con rồng nguyên tố thứ ba của bán thiếu này thuộc về các thành viên phía T1, nhưng sau đó thì Gen Z đang có thế đẩy tốt, họ muốn mở. Yubi đã dùng một lần vi hồn, hai lần vi hồn hút gió để lấy bảo tố nổi dậy. Nhưng tôi nghĩ rằng đây một thời điểm mà mất bảo tố nổi dậy không sao cả. Đúng là như vậy, không còn mục tiêu trên bản đồ nữa. Baron sắp xuất hiện nhưng đây là mục tiêu quá tầm đến từ Gen Z. Do đó thì họ đổi chiêu cuối ở farm. Trao đổi của rồi thì Wolf IC, anh ta có thời gian hồi chiêu cuối lâu hơn. Nhưng sẽ không có bất cứ một lý do gì mà T1 có thể cuốn vào giao tranh ở những tình huống tiếp theo. Pha xử lý tốt từ ba rồng rồi anh em ơi. Bây giờ chỉ còn con rồng nước nữa là hái kẹo. Bởi Phoenix cùng với Chovy. Nếu như Faker bị hạn thì có thể sẽ là pha ép Baron. Nhưng Binet thấy rằng mình cũng không đủ. Phá này hàng cho gì không có cái là bỏ luôn cái chiều cuối. Đường rất dày, Faker thậm chí là anh ta có thể mở đường đẩy đối phương gần tường trước đã, sau đó thì anh ta lùi về. Và tạm thời T1 họ đang muốn triển khai cái lối chơi chậm rãi, chắc chắn đợi cái bão tố nổi dậy của Humayusi hồi trước đã. Rớt anh ta đang hướng tới làm cái dây chuyền cho thằng gì anh trang đấy, anh ta lên hai cái mảnh của hai món trang bị nó khác nhau. Và với cái việc mà anh ta lên hai mảnh này thì anh ta sẽ bị chậm trang bị. Nhưng không sao cả, Humayusi sắp có đoạn down Navori rồi. Nhưng Pay cũng đã sắp có một cái vô cực kiếm. Và màn đấu sát thương giữa hai xạ thủ chuẩn bị bắt đầu. Đứng trên đã có trụ đầu tiên cho Gen Z trong ván thi đấu này để giúp họ gỡ gạc lại về lượng tài chính sau khi để mất đi hai trụ cột cánh dưới bản đồ. Và Gen Z đang muốn tập trung 5 thành viên ra khu đứng giữa. Họ chỉ muốn đẩy để giúp cho Pay có được vô cực kiếm và có trong ngồi đây diễn hoài vậy. Còn cái công chúa của họ là tương đối khó khăn khi T1 có quá nhiều cục mở. Nhưng muốn giao tranh sắp tới thì bên phía Gen Z sẽ cần phải lưu ý. T1 có được lợi thế đến từ 3 dòng nguyên tố và họ có hướng Macro tốt hơn. Họ đang kiểm soát Baron. Họ sẵn sàng đổi con rồng nguyên tố thứ 4 lấy con Baron nếu Gen Z không kiểm soát tốt. Hoặc đơn giản là họ có thể mở Baron để câu một pha dịch chuyển trong trường hợp mà Doran đang đẩy ở khu vực cánh dưới. Đội hình của phía T1 thực ra họ đánh lùi khá là tốt. Với Ragas và Rumble thì họ muốn lùi lúc nào cũng được. Thì việc dùng Baron để câu tài nguyên của đối phương là điều mà T1 có thể làm được. Nhưng Gen Z có thể chia 4-1, do đó tôi nghĩ là T1 họ sẽ hướng tới mở nhiều hơn trong ván đấu này. Và trang bị mà Honor đang muốn lên đó là một cái mũ phù thủy Ramadan. Anh ta là người rất xanh, cần thu thập ám, tức là anh ta phải là người đảm nhiệm vai trò gây sát thương chính với cái mưa tên lửa. Mưa tên lửa giải đẹp, T1 sẽ có rất nhiều lợi thế trong các trận. Nếu như vậy còn trong tình huống trước đó thì Gen Z bị mất quá nhiều tầm nhìn cùng với pha đó thì cả Chu Vi đều bùng nổ hay không chứ bùng bó tử với Chu Vi có tốc biến, nhưng rõ ràng tốc biến của Aphelios cùng với tốc biến Saiya thì tốc biến của Aphelios nó quan trọng hơn. Và người gánh team tại thời điểm đó của T1 là Honor thì đang có tốc biến sẵn sàng. Vì vậy Gen Z đã buông bỏ mục tiêu đó rồi, nhưng mục tiêu sắp tới họ sẽ không thể buông bỏ, đó là Baron, đó là dòng 4. Xạ thủ đang cần phải mua đồ là Bay. Bay anh ta đang cố gắng farm nốt những gì mình có thể farm được, nhưng mà rừng anh ta thì không còn gì cả. Bảy chim rồi cũng không còn gì nữa để anh ta farm. Và cũng không phòng ngự được cái chuẩn hai đường giữa nha, tại vì hai phát bắn nữa đến từ Kumayoshi là mất, mà chỉ cần được lính vào thôi. Binet có mặt ở đây, bất lực sẽ là một lượng tiền nữa chảy vào túi của T1. Và thậm chí đây là cái vùng tầm nhìn để hướng tới con rồng tiếp theo. Đây chính là vùng rồng của T1. T1 bây giờ có lẽ họ sẽ chờ con rồng tiếp theo. Tấn công Baron ở thời điểm hiện tại là hơi mạo hiểm và an toàn hơn. Tôi nghĩ nó sẽ là con rồng 4 ở trong ván đấu này. Đúng. Hai bên sẽ bị di chuyển về phía khu vực tàn rồng 1.5 phút nữa lực. Thì bây giờ là tiếp tục là farm tiếp rồi di chuyển ra hơn, là chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, tại vì họ đã phá được rất nhiều trụ của đối phương xung quanh khu vực này rồi. À da, nhưng mà Yuxi nó không lên cái nó tự thủ luôn, cái gì cũng không lên luôn trời. Nó lên hẳn mất gì luôn kìa. Vì cũng trong thứ hai Guma có sớm hơn, họ đã có hai cục được giữa đối phương rồi. Bây giờ Pay về nhà mới có được một cục kiếm. Đây vẫn là một mùa sát thương tiến sâu với cùng chất lượng của Gen Z ở trong ván thi đấu này. Nhưng để xem là Doran liệu rằng anh ta có kịp hoàn thành món chuẩn bị thứ hai ở tình huống giao tranh sắp tới hay không. Anh ta sẽ cần đến món chuẩn bị đó để phụ
sát thương cho Pay trong từng bắn và một con Kassante đang rất trâu bò này của Faker. Chuyện quá. Phương án tiếp theo đến từ Gen Z là gì đây? Họ cần phải đẩy cao một đèn và hướng tới để kiểm soát con rồng tiếp theo. 56 giây nữa nó sẽ hoàn thành. Còn Gen Z, cái thùng rượu nổ sẽ là cái chuyện cuối rất quan trọng trong cái trận đấu tên lửa. Nó sẽ giúp cho T1 có thể hướng tới con rồng dễ dàng hơn. Các bạn thấy là như hoàn toàn mình đang coi cái game này mà cái được ngồi là 3-2 phút rồi có thể làm mất là 15 phút rồi đấy. Cô tiểu phẩm 15 phút. Rồi ai mà phản bội là tôi lấy con rồng này là thà vô cái lũ đích thằng đó. Ok chưa? Và khoảng thời gian cần chuyển về đó là khoảng thời gian như trong mơ để Gen Z có thể kiểm soát lại khu vực này. Họ đang rất cần khoảng thời gian đó để giúp cho Chu Vi. Ngồi mà coi mà học tập trung coi mà chỉ cái phẩm không à. Ở trang bị hỗ trợ của anh ta nữa. Đây là tình huống giao tranh vô cùng then chốt vì Baron đang có trên bản đồ rồi. T1 đang đi chung với nhau. Cầm bốn. Việc đầu tiên là phá có mắt kiểm soát vừa rồi Chu Vi đã cắm xuống. Đội hình của Genji đứng ở phía dưới đánh lên trong cái đội hình T1 phía trên. Bỏ 3 năm rồi. Có một điểm mạnh là T1 lựa chọn trang bị ở rất nhiều thành viên. Họ đều có hai món trang bị lớn rồi. Sát thương lên Baron của họ là tương đối lớn ở thời điểm hiện tại. Và Genji không dám ăn con rồng hết. Và họ quyết định phải quay trở lại Baron. Không kịp rồi, Midas đã vào vị trí. Đây chỉ là pha nhấp nhả mà thôi. T1 đang đánh bật ra. Chu Vi không bị giữ chân lại nữa. Đã đánh vào đường của Doran và đồng đội. Nhưng lượng máu mất từ bên phía Genji chỉ có một mình Chu Vi mà thôi. Đây thì còn đầy đủ tài nguyên cho nên T1 chỉ dừng lại việc kéo đối phương ra hàng Baron chứ chưa làm đẹp được thực sự không lấy được bất kỳ tài nguyên gì lớn cả. Genji lại quay trở lại với khu vực hang rồng đi lại vào phía hay quá, trời ơi, cái pha cơ bắt cuối hay quá. Fucker nó ôm bây giờ không chơi game được luôn. Nó ôm hoặc bay Z. Nó ôm bay Z không chơi game được. Vô hiệu hóa và dứt điểm với vô dòng trong. Nhường cho hai game để cho mấy thằng Gen Z con nó gáy. Ok chưa? Nhường cho hai game để cho nó biết cái cơ hội, để cho nó nhìn thấy cái cơ hội thôi. Rồi xong rồi sao con? Mình gieo hy vọng xong rồi sao? Mình dập tắt hy vọng chứ sao nữa? Giống như một đám cháy vậy. Chung kết có cần đâu mà đó. Bây giờ nè, con để số 1 cho ba để chữ T làm thành tiếng quan nha. T mèo rồi. Gia đình T một mãi đỉnh mãi. Mẹ chụp lại giúp ta coi. Mẹ nhắn nút này giúp ta coi. Mẹ nhắn nút này nè. 20 năm mê cắt T một nhà rồi. Rồi, từ từ. Được chưa? Hẹn gặp. Rồi bấm cái nữa, bấm cái. Ok. Rồi.